Premier League lại chiêu đãi cho chúng ta những bữa tối bóng đá đầy tuyệt vời. Và rõ ràng là sự hay ho mà mùa giải này có thể mang lại đang thực sự làm khuấy động tất cả. Vẫn như thường lệ, đây là The Locker Room về những điều thú vị vừa xảy ra tại giải đấu này. Tuần trước chúng ta đã nói về ba đội bóng chưa mất điểm nào tại Premier League. Tuy nhiên ở tuần này thì chỉ một trong số họ mới có thể giữ vững thành tích của mình. Man City tiếp tục tìm kiếm nhiều điểm nhất có thể, trong khi Arsenal và Brighton đã gặp phải những thử thách khó khăn hơn. Đến sau vòng đấu thứ hai Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023, chỉ có ba đội có cho mình thành tích toàn thắng lần lượt là Brighton, Man City và Arsenal. Nhưng sau khi vòng đấu thứ ba kết thúc, chỉ còn duy nhất một cái tên giữ được cho mình chuỗi thắng là nhà đương kim vô địch Man City. Trong khi Arsenal cùng Brighton lại sẩy chân theo những cách khác nhau. Không có Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo, Man City vẫn dễ dàng áp đặt thế trận lên Sheffield United. The Citizen kiểm soát hoàn toàn thế trận trong 45 phút đầu tiên trên sân Bramall Lane. Được xanh thành Manchester có hơn 83% thời gian cầm bóng và thực hiện tới 12 cú sút. Lẽ ra họ đã sớm có lợi thế dẫn bàn nếu Erling Haaland không sút hỏng phạt đền ở phút thứ 37. Sang hiệp 2, sức ép vẫn được duy trì và điều gì đến cũng đã phải đến. Erling Haaland đánh đầu mở tỷ số cho Man City ở phút 63. Có bàn thắng dẫn trước, đội khách tiếp tục duy trì thế trận áp đảo nhưng lại phung phí hàng loạt cơ hội. Để rồi, Jadon Inbocker tận dụng sai lầm của Kyle Walker ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 85. Nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã được thể hiện đúng thời điểm khi Rodri lập công giúp Man City ấn định chiến thắng 2-1. Như thường lệ, Man City tiếp tục cho thấy họ là một đội bóng đầy bản lĩnh và lì lợm. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh gay gắt với đội chủ sân Etihad cho chức vô địch EPL mùa giải năm ngoái là Arsenal lại có phần non nớt trong trận đấu với Fulham. Những tưởng chiến thắng đã tới rất gần với pháo thủ khi Calvin Bassey của Fulham đã phải nhận tấm thẻ vàng thứ hai và rời sân ở phút 83. Arsenal lúc đó cũng đang dẫn đội khách với tỷ số 2-1, nhưng sự mất tập trung ở những khoảnh khắc quyết định lại khiến đội bóng tới từ Bắc London tiếp tục mất điểm oan ức. Phút 87, Japan Hinya băng cắt ghi bàn đẹp mắt sau pha đá phạt của Red, gỡ hòa 2-2 cho Fulham trong sự ngỡ ngàng của tất cả khán giả trên khán đài sân Emirates. Nếu như Arsenal hòa đáng tiếc thì Brighton thậm chí còn thua thảm trên sân nhà The Amex trước West Ham. Dù cho chim mòng biển có cho mình thời lượng kiểm soát bóng lên tới 78% và tung ra 25 cú sút về phía khung thành của búa tạ, nhưng Brighton chỉ có duy nhất một bàn thắng danh dự ở phút cuối do công của Pascal Gross. Đối diện với lối chơi thực dụng phòng ngự phản công của West Ham, đoàn quân huấn luyện viên Roberto De Zerbi rõ ràng tỏ ra lúng túng trong việc tìm cách hóa giải và đã mắc những sai lầm nghiêm trọng nơi hàng thủ. So sánh với mùa giải năm ngoái, chỉ có duy nhất Arsenal là đội giành trọn vẹn 9 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên, trong khi Man City và Brighton cũng có 7 điểm. Có thể thấy rằng Arsenal và Man City đã đổi chỗ cho nhau trên bảng xếp hạng mùa giải này, còn Brighton đang khởi đầu kém hơn 1 điểm. Dẫu vậy, kết quả này chưa ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc đua vô địch. Nên nhớ, Man City dù khởi đầu chậm chạp ở mùa giải trước, nhưng họ vẫn lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh một cách đầy thuyết phục. Phải nói rằng đây là một vòng đấu với khá nhiều drama mà chiếc thẻ đỏ được coi là một trong những nguyên liệu tạo nên điều đó. Nhưng rồi bạn sẽ nhận ra những mức độ khác nhau của sự kỳ vọng. Một đội bóng bị dẫn bàn và chơi thiếu người thì vẫn thắng, trong khi một đội bóng chơi hơn người và dẫn bàn thì lại không thể giành được 3 điểm cuối cùng. Họ chỉ có thể tự trách họ nhiều nhất mà thôi. Trận đấu thứ hai liên tiếp của Arsenal có thẻ đỏ được rút ra, nhưng lần này nó không dành cho đội chủ nhà mà tấm lì xì đỏ chót này được dành tặng cho hậu vệ Calvin Bassey của Fulham sau khi anh nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 83. Pháo thủ lúc này đang đứng trước cơ hội chiến thắng cực kỳ lớn dù bị thủng lưới ở ngay phút thi đấu đầu tiên, nhưng Arsenal không hề nao núng. Họ đẩy cao đội hình tấn công như vũ bão và dồn ép Fulham đến nghẹt thở. Thành quả cuối cùng cũng đến với đội chủ nhà khi Saka và Nketiah ghi liền hai bàn chỉ trong 2 phút. Nhưng sự chủ quan một lần nữa khiến đội chủ sân Emirates trả giá đắt. Khi Fulham dù thiếu người vẫn tìm được bàn gỡ, Japa Hinya bằng cắt ghi bàn đẹp mắt sau pha đá phạt của Red ở phút thứ 87 mang về trận hòa 2-2 cho đội khách. Dù là đội bóng nắm nhiều lợi thế nhất khi có thẻ đỏ, Arsenal lại là đội nhận được kết quả không ưng ý nhất. Với Manchester United, tình cảnh của Quỷ Đỏ thời điểm đầu thậm chí còn tồi tệ hơn Arsenal. Sau 4 phút bóng lăn, đội chủ sân Old Trafford đã để Nottingham Forest chọc thủng lưới tới 2 lần. Nhưng đoàn quân huấn luyện viên Erik ten Hag không từ bỏ, họ cũng dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Đến phút 52, tỷ số đã là 2-2 khi Eriksen cùng Casemiro là những người lập công để đưa trận đấu về thế cân bằng. Bước ngoặt quan trọng đến ở phút 67 khi Joe Warren nhận thẻ đỏ rời sân và Man United lại càng tràn trề cơ hội lội ngược dòng.
Cuối cùng điều gì đến cũng đã phải đến phút 76, Man United hoàn tất màn ngược dòng đầy cảm xúc với cú đá 11m thành công của Bruno Fernandes. Đây là kết quả xứng đáng cho nửa đỏ thành Manchester khi họ đã thi đấu rất cố gắng kể cả khi bị dẫn bàn từ sớm. Xuyên suốt trận đấu, Man United kiểm soát bóng tới 69%, tung ra 9 pha dứt điểm gấp 3 lần đội khách và có cho mình 5 cú sút đi trúng đích. Rõ ràng không có được nhiều lợi thế như Arsenal, nhưng Man United lại là đội thành công với mục tiêu của mình. Còn với Liverpool, The Kop là đội ít hy vọng nhất sau khi nhận thẻ. Phải làm khách trước một Newcastle vô cùng khó chịu, khó khăn đã nhanh chóng ập đến với đội chủ sân Anfield khi họ để Trích Tre chọc thủng lưới ở phút 25 sau sai lầm của Arnold. 3 phút sau, Virgil van Dijk nhận thẻ đỏ rời sân và hy vọng có điểm dành cho đoàn quân của Jurgen Klopp là ít ỏi hơn bao giờ hết. Tưởng như thế trận giằng co sẽ kết thúc với chiến thắng dành cho Newcastle thì Darwin Núñez hóa thành người hùng giải cứu Klopp và các đồng đội. Thì trong vòng 12 phút, tiền đạo mang áo số 9 ghi liền 2 bàn giúp Liverpool ngược dòng không tưởng trước Newcastle. Cần biết xuyên suốt trận đấu, Trích Tre kiểm soát bóng tới 60% và tung ra 23 cú sút về phía khung thành của Alisson Becker. Nhưng cuối cùng đội khách mới là những người nở nụ cười. Từ đội bóng có ít hy vọng nhất sau tấm thẻ đỏ, The Kop lại là đội mang đến niềm vui to lớn nhất dành cho người hâm mộ với tinh thần không bỏ cuộc trước bất kỳ một tình cảnh khó khăn nào. Và cho tới vòng đấu thứ 3 thì vẫn có những câu lạc bộ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại giải đấu này. Chắc chắn họ chẳng muốn thành tích của mình cứ mãi như thế và rơi vào tình cảnh tuyệt vọng từ sớm với cuộc cạnh tranh gắt gao của mọi đội bóng thuộc Premier League. Ngoại hạng Anh chỉ mới trôi qua 3 vòng đấu nhưng ta có thể nhận diện được những đội sẽ phải cạnh tranh nhau trong một suất trụ hạng. Ta có thể kể đến những cái tên như Sheffield, Burnley, Luton và Everton. Dễ dàng nhìn ra ngoại trừ Everton đã có thâm niên tại giải đấu cao nhất, xứ sở sương mù, thì 3 đội còn lại đều chỉ mới lên hạng trong mùa giải năm nay. Các đội dần nhận ra sự khắc nghiệt của ngoại hạng Anh là như thế nào. 4 đội nói trên họ chưa giành được bất kỳ một điểm số nào cho đến lúc này. Trong đó, Everton là nỗi thất vọng lớn nhất cho đến lúc này. Thầy trò huấn luyện viên Sean Dyche đã toàn thua sau 3 trận, để thủng lưới đến 6 bàn và chưa có nổi cho mình một bàn thắng. Đội chủ sân Goodison Park đang trải qua sự khủng hoảng tồi tệ. Tuy vậy điều này cũng không quá bất ngờ với người hâm mộ của Everton khi họ đã quá quen với tình trạng đội bóng như thế này trong 2 mùa giải trước. Nhà vô địch Championship mùa giải trước Burnley lại đang cho thấy sự thất vọng của mình. Dù được kỳ vọng rất nhiều khi được dẫn dắt bởi người học trò cũ của Pep, thế nhưng đội bóng huấn luyện viên Vincent Kompany cho thấy bộ mặt nhạt nhòa trong lối chơi, tấn công thiếu sức sống, hàng thủ thi đấu như mơ ngủ và sắp tới sẽ là khoảng thời gian rất khó khăn cho đội chủ sân Tumor. Luton Town ta có thể hiểu được khi họ được gắn cái mác là đội bóng nghèo nhất tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Thành tích lên chơi tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù là một điều kỳ diệu với thầy trò huấn luyện viên Rob Edwards. Tuy vậy, nếu cứ tiếp tục duy trì bộ mặt như hiện tại thì tấm vé trở lại Championship đang gần hơn với họ. Bên cạnh đó, Sheffield, trong lần trở lại Ngoại hạng Anh này, mọi thứ đang diễn ra vô cùng khó khăn với họ. 3 trận đấu đã qua, họ liên tục cho thấy sự thua thiệt về mặt nhân sự của mình. Dù đã được đầu tư hơn 60 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hè này, nhưng những gì họ thể hiện đến lúc này cho thấy 2 chữ thất vọng. Ngoại hạng Anh từ lâu được xem là lò xay huấn luyện viên, với những thành tích thi đấu bết bát của các đội bóng như hiện tại thì sớm thôi ta sẽ thấy được huấn luyện viên đầu tiên phải mất việc. Nói gì đi chăng nữa thì mùa giải cũng chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn còn nhiều cơ hội để các đội sửa sai. Thời gian là có cho các đội có thể tìm thấy được những chiến thắng đầu tiên, qua đó tạo tiền đề để hướng tới những mục tiêu cho riêng mình. Giải trí đó cũng là một yếu tố quan trọng trong những câu chuyện của Ngoại hạng Anh vào mỗi cuối tuần. Suy cho cùng thì bóng đá là thứ để giải trí, và thực tế thì đôi khi nó còn để lại những điều đáng buồn cười hơn những tiểu phẩm mà bạn xem trên Internet. Bởi đây là những tiểu phẩm ở đời thật và tất nhiên là nó tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Ngay từ trận đấu đầu tiên của buổi tối thứ bảy thì người hâm mộ đã có thể ngờ ngợ được rằng đây sẽ là một vòng đấu chứa đựng vô vàn cảm xúc, và tất nhiên là trong đó bao gồm cả tuyển tập những sai lầm giờ khóc giờ cười. Cụ thể vào thời điểm phút thứ 35 trong cuộc chạm trán giữa Bournemouth và Tottenham Hotspur, xuất phát từ đường truyền xé toạc hàng phòng ngự đối phương của James Maddison, trung phong chủ lực Richarlison bên phía gà trống đã có cơ hội để nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Nhưng điều đáng tiếc là chân sút người Brazil đã từ chối pha dọn cỗ của James Maddison. Ở pha ngoặt bóng đầu tiên, Richarlison đã làm rất tốt khi loại bỏ hoàn toàn chiếc bóng áo đỏ đen để đối mặt với thủ thành Neto. Nhưng anh lại quyết tâm chứng minh kỹ thuật thượng thừa của mình bằng một cú đánh gót hòng loại bỏ cả người gác đền bên phía Bournemouth. Kết quả là không những kế hoạch phá sản mà Richarlison còn gây chú ý bởi một pha bỏ lỡ khoảng cách 5m trước khung thành đội bạn. Nếu trận đấu của Tottenham chỉ là khởi nguồn thì tất cả những điểm nhấn đáng chú ý nhất phải kể đến cặp đấu của Arsenal Fulham và Manchester United Nottingham Forest. Trong khi đường truyền về bất cẩn của Bukayo Saka vô tình tạo nên pha kiến tạo cho Andreas Pereira lập công mở tỷ số cho Fulham, thì ở chiến trường còn lại, phong cách bắt bóng của Andre Onana cũng là một chủ đề được mang ra bàn tán.
Thậm chí đã có không ít bức ảnh ghép tư thế của thủ môn người Cameroon trở thành một tay đua F1 thực thụ. Ngoài ra, trong trận đấu với Arsenal thì màn trình diễn của một cầu thủ khác cũng đã thu hút nhiều sự chỉ trích, đó là Kai Havertz. Những ai dõi theo trận đấu đều dễ dàng thấy tuyển thủ người Đức đã có ít nhất 2 cơ hội để mở tài khoản. Nhưng rồi trong tình huống đầu tiên, nỗ lực của anh là có, nhưng độ chính xác thì lại bằng 0. Còn ở tình huống thứ hai, Kai Havertz còn chẳng kịp nỗ lực dứt điểm. Chứng kiến phong độ kém thuyết phục của cầu thủ sinh năm 1999, Richard Keys đã không ngần ngại để gọi anh là một bản sao lỗi của Mesut Ozil, cũng như tỏ ra khó hiểu với quyết định dụng quân của Mikel Arteta. Havertz là một tiểu Ozil, nhưng là ở phiên bản chẳng có bất kỳ tài năng gì. Họ đã từng không biết phải làm thế nào với Ozil và rồi phải bán cậu ấy, nhưng rồi họ lại đem về một Kai Havertz. Sau 3 vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, cả Havertz lẫn Mason Mount đều chưa có bất kỳ một bàn thắng hay kiến tạo nào cho đội bóng mới của mình. Điều này khiến cho nhiều người đã bắt đầu thực sự tin vào thuyết âm mưu cài cắm điệp viên mà Chelsea đã sử dụng. Chắc hẳn rằng trận đấu mà nhiều người mong đợi nhất trong ngày Super Sunday chính là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Newcastle United. Không khiến người hâm mộ thất vọng, trận đấu đã diễn ra với một kịch bản hết sức kịch tính với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Đầu tiên là phá đỡ bước 1 đi vào lòng đất của Trent Arnold, mở ra cơ hội ghi bàn cho Anthony Gordon. Kế đến là tình huống nhận thẻ đỏ không đáng có của Virgil van Dijk và cả một hành động ngầm biểu thị rằng huấn luyện viên Jurgen Klopp nên im mồm đến từ trợ lý, huấn luyện viên của Trịnh Trẻ. Nhưng điều bất ngờ là Liverpool lại là đội giành được chiến thắng chung cuộc bằng một kịch bản khó tưởng. Và tất nhiên, Klopp cũng không bỏ qua cơ hội để đáp trả bằng hành động tương tự. Cuối cùng có lẽ là một đội hình tiêu biểu đến từ vòng 3 của Ngoại hạng Anh nhỉ. Chắc chắn là phải có Darwin Núñez và càng phải có Raheem Sterling. Vậy thì những cái tên khác thì sao? Và liệu đội hình mà video này lựa chọn đã vừa ý với bạn chưa? Hãy nói về điều đó dưới phần comment nhé. Vị trí gác nền trong đội hình sau vòng 3 thật sự khó để chọn bởi có rất nhiều thủ môn tỏa sáng trong vòng đấu này. Nhưng mình vẫn nghiêng về phía Alphonso Areola. Trong một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc, thủ thành người Pháp đã nản lòng các chân sút bên phía Brighton với 9 pha cứu thua xuyên suốt trận đấu, qua đó giúp West Ham rời sân The Amex với 3 điểm trong tay. Trung vệ phải Joachim Andersen một bàn thắng, 7 tình huống giải vây, 3 pha tắc bóng và 4 lần chiến thắng tranh chấp tay đôi là màn trình diễn của cầu thủ người Đan Mạch. Điều này đã giúp cho Crystal Palace ra về với một điểm trong tay. Trung vệ trái Lewis Dunk dù cho Brighton đã thất bại trước West Ham, nhưng những đóng góp của trung vệ 31 tuổi là không thể bàn cãi. Anh là người chạm bóng nhiều nhất bên phía Brighton với 142 lần tung ra 128 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 92%. 3 pha giải vây và 2 lần tắc bóng đã nói lên những đóng góp của trung vệ người Anh cho Brighton. Hậu vệ phải Martinez, hậu vệ người Ba Lan có một ngày thi đấu chói sáng khi anh lập một cú đúp vào lưới của Burnley giúp Aston Villa giành chiến thắng 3-1 trong trận đấu này. Hậu vệ trái Emerson Palmieri, cựu cầu thủ của Chelsea có một ngày làm việc hiệu quả khi anh lên công về thủ nhịp nhàng. 5 tình huống giải vây, 2 pha tắc bóng, 2 pha đánh chặn thành công và 1 key pass là màn trình diễn của hậu vệ người Ý trong 90 phút đã qua giúp West Ham giành 3 điểm trọn vẹn. Bộ đôi tiền vệ trung tâm gồm Rodri của Man City và Gallagher của Chelsea. Tiền vệ Man City là người ghi bàn quyết định giúp Man City giành chiến thắng 2-1 đầy nghẹt thở trước Sheffield. Ngoài ra thông số của cầu thủ người Tây Ban Nha là rất ấn tượng với 98% tỷ lệ chuyền bóng chính xác, 3 pha tắc bóng và 2 tình huống giải vây. Người đá cặp với anh là Conor Gallagher khi cầu thủ người Anh là một trong những nhân tố giúp Chelsea giành chiến thắng trước Luton. 95% tỷ lệ chuyền bóng thành công, cùng với đó là 3 pha tắc bóng và 3 lần đánh chặn. Không ai xứng đáng hơn cầu thủ sinh năm 2000 ở vị trí này. Tiền vệ phải chắc chắn rồi, không ai khác. Ngoài Raheem Sterling, cầu thủ 28 tuổi có một ngày thi đấu chói sáng. Anh liên tục quấy rối đội hình của Luton Town. 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo là những gì Sterling làm được, giúp Chelsea có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Tiền vệ tấn công Bruno Fernandes trước tình thế bị dẫn bàn. Bruno chính là người thủ lĩnh, là đầu tàu của toàn đội. Anh thi đấu vô cùng xuất sắc trong trận đấu này với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, giúp Manchester United lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Nottingham. Tiền vệ trái Jack Grealish, một kiến tạo là không đủ để nói lên những đóng góp của cầu thủ người Anh trong trận đấu này. Cựu cầu thủ Aston Villa liên tục có những pha dê bóng làm rối loạn hàng thủ đội nhà. Anh tạo ra 6 tình huống ghi bàn 10-10 cho các đồng đội, chỉ tiếc là họ không thể tận dụng được. Và tất nhiên rồi, tiền đạo cắm Darwin Núñez chỉ với 30 phút có mặt trên sân, nhưng những gì mà cầu thủ người Uruguay làm được là điều điên rồi. 2 cú sút, 2 bàn thắng cùng một kịch bản đã giúp cho Liverpool lội ngược dòng khó tin trước Newcastle. Trên đây là đội hình tiêu biểu mà mình lựa chọn. Các bạn nghĩ sao về đội hình này? Hãy comment phía dưới cho mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi những video trên hệ thống YouTube của bình luận viên Anh Quân. Đừng quên để lại một like và một subscribe cho chúng tôi như một sự ủng hộ đến với những người đã cùng nhau sản xuất nên video này. Đây là một tuần mà tôi biết rằng điều bạn đang mong chờ nhất chính là Champions League
Và sớm thôi chúng ta sẽ nói về điều đó. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.